Con hỡi con yêu có biết không, mẫu nghi mấy lúc đã xe lòng. Đứa ham hành đạo không chùa thấp, kẻ thích an nhàn tịnh trống không. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng nhau nghe những lời dạy bảo của Đức Diêu Trì Kim Mẫu qua bài Nam Nữ Chung Đồng, trích trong quyển Thánh Giáo Sưu Tập trang 108 do Nguyễn Thị Bích Loan trình bày. Xin mời quý vị cùng nghe, xin cảm ơn. Nam Mô Cao Đài Thiên Âm Đại Bồ Tát Ma Ha Tát Di Bài. Người thế tục vì ham mà danh lợi miên định dùng, đạo xơi hằng ngày mà tình cho sống mà ai miên cho khó vừa đủ đầy. Đó là thôi tầm thường nhân thế miễn lợi danh, chẳng kể nghĩa nhân còn con biết tu thân dồi tâm luyện tánh tinh thần thanh cao. Thu giáp đồ đồng bào chúng tộc hiểu ngọn nguồn cội gốc dám nổi thương nhau như thể chân tay tinh thần đoàn kết ái hoài cùng nhau. Kẻ thế sự xanh còn con đạm bạc giữa hành tương giao qua buổi đạo lành dồi cháu thương suốt vật đồng bào của thịt con mà nỡ lòng giết chết thú cầm đó là con được chữ tâm chữ tầm bác ai ham làm việc nhân. Kẻ thế tục vinh thân cáo rộng đủ mưu mô lật lòng đảo quyền còn con khuya sớm chiều chưa chân thành dư già rước đưa người đời vào cửa đạo dùng lời đạo lý con làm gương chánh kỷ hòa nhân hàng ngày kiếm việc làm ơn mặt ai tranh chấp mà thua hơn vượt dành. Kẻ thế tục bơi hành nói tội nhọn hai đầu soi bôi tha nhân làm cho kẻ khác oán hờn hại nhau chết sống thỏa cơn sân cuồng. Còn con biết giai tuồng người đạo lừa lời lành khuyên bảo giáng can làm cho thuận thảo đôi đàn gây tình quá ái xóm làng thôn lân. Kẻ thế sự khi sân giận dữ nói hoặc làm đủ thứ không chừa hoặc vào pháp luật
kiện thưa hoặc giàu, do lực có thừa hại nhau. Còn con biết giữ cầu nhẫn nhục chế ngự lòng, nhận lúc nóng thân lời hiền lẽ phải phân trần đối màu, thù nghịch làm thân bạn hiền. Kẻ thế tục hay nghiền đủ thứ nét đọa xa, trong tư đổ tường tốn cùng, làm chuyện bất lương đế hầu, thỏa mãn tầm thường đọa xa. Còn con biết suy xa xét chậm, biết giữ gìn với cấm điều quy dình lòng, chẳng phạm điều này cho nên hạnh đạo nam nhi nữ hiền. Kẻ thế sự mê tiền quý bạc, dám làm điều tội ác bất lương, đó là nhận thói tầm thường không ra, mai chém khám đường cũng vô. Kẻ thế tục ma cô chưa bạc, làm những điều tội ác mưu sanh, còn con lo việc tu hành không gây nghiệp xấu nghề lành sanh nhai. Kẻ khác nữa Phật đài nương bóng, tư thời nghe chuông trống gần gan, nhân về tiền bạc tính toán phân minh, sổ sách không an chốt nào. Con biết sợ trời cao có mát, lại ngang người phúc mạc chép ghê một đồng, một chuột chi chi phân minh, sổ sách chẳng lấy mấy hào. Đó điển hình mấy câu thí dụ để cho con ghi chú học mương, những gì là cái tầm thường, những gì là cái phi thường, vân vân. Con còn mang xác thân thế tục, con còn sanh trong lúc tuổi đời, vì cơm áo phải đua bơi, sớm chưa tần tảo cho đời ấm no. Nhân mưu sinh đừng cho bạc ác, sống một đời tiền bạc hiện lương, mồ hôi một nắng hai xương cháy già, phòng chán thú thường ấm no. Đừng cao vọng so đo kẻ khác, làm cho nhiều tiền bạc phố trương, rồi gây hành động bất lương, rồi gây nghiệp xấu trên đường tiến thân.
người tu học thà cần cụ khổ hơn sang giàu lô nhô hoa lăng nhăn cũng thời tìm kiếm mà miếng ăn dữ lành hai nẻo khả toan lọt lừa thương các con đạo chưa thăm thuy tuy nhập môn tinh kỷ nhiều niên thơ chùa năm sáng tuy xuyên hằng ngày lui tới bạc thiền của tâm nhân đạo lý chưa thông mà chưa hiểu đọc thì nhiều chi thiểu phần đông tưởng rằng khi đã nhập môn ăn chay lục thập hoặc rồng trường cháy quỳ cũng lại tứ thời thường nhật xuyên tới lùi thanh thất thánh đường góp phần công quả thường thường chuối gạo lúa gạo cháo tương cho nhiều rồi mang kiếp được siêu thoát thật sẽ lên ngôi tiếng Phật tỏ sen muôn đời hậu thế ngợi khen ngày lành than tốt đua chen cúng dường hỡi các con phải tường lẽ đó sự tu hành đã có hai đường hoặc là tu phước hướng dương hoặc là tu huệ thoát đường tử sanh hãy con được công lành quả tốt dung của tiền đóng góp việc chung làm nhân làm phước khắp cùng thi dân bồ đức trong vòng thế gian đến khi thác thân an hồn lạc rồi đầu thai kiếp khác lại trần hướng điều con đã tạo nhân làm đoan làm phước tại trần xưa kia con sẽ được hướng bề phú quý hoặc công danh địa vị trong đời cũng còn trong kiếp luân hồi lộn lên lộn xuống kiếp người giàu sang mai mà được nhớ càng nhớ kiếp lo tu hành liên tiếp thêm hơn trao dồi nấu thuốc liền đơn công phu thiền định kiếm đơn tạo thành thì sẽ được siêu sanh thượng giới khỏi đầu thai mang dương luân hồi đó là tu huệ con ơi định tâm đừng ngủ nghe lời mẹ khuyên kỳ đại hội tiếp liền mấy bữa mẹ thấy con nhiều đứa mỏi mê nằm nghiêng
nằm ngửa ve hè ngoài sân. Ngoài ruộng không nghe mẹ hiền, tình giấc đi trần gian, con trẻ định tâm hồn nghe mẹ phấn đây thương con. Cực khổ qua mấy ngày đứa con, đứa của chung tay giúp vừa tạo bộ mặt thất chùa thanh tịnh trang trí toàn, đặt tính tôn nghiêm đó nhờ khôi óc chạy tim tâm từ. Các trẻ bương tìm về đây, con lẽ dùng cơm chay thanh tịnh cúng hành hương, gọi tính trở về tâm mê, rồi cũng quần mê nhân dòng đạo lý được nghe nhân gì. Hỡi các con tính đi, nghe trẻ để hiểu điều, tu huệ tu đơn đạo là tìm hiểu lý chân ngọn nguồn, cõi ghế thiệt hơn chánh tà. Tổ phải học hiệu quả giáo lý, giáo lý là kim chỉ hướng nam cho con nhập thánh siêu phàm khói dòng luân chuyển con tầm nhọng thơ. Học cho hiểu bến bờ mê giác, học cho thông thiện ác đọa siêu, học nhiều con sẽ hiểu nhiều hiểu hành, càng kỹ càng siêu thoát về. Hỡi các con trần mê tục lụy nào phải đâu, bệnh bị ngàn thu thế nên, con phải gắng tu tìm đường giải thoát ngục tù thế gian. Tội nghiệp con trong hàng nữ phái, nghe việc chùa ăn hái đi liền lăn vào nhà bếp gất xiên đánh phần do nấu xào chiên suốt ngày. Bụi thiết đạo thiệt hay biết mấy, không hở tay nghe lấy dình lòng rằng mình mắc bận nhiều công lo cho đầy đủ các ông no lòng. Nhất định chẳng mở lòng giác ngộ để nghe lời dạy dỗ đàn anh, đến khi xong lễ khánh thành chớ về gia nội phải đành tay không. Có ai hỏi nội trong cuộc lễ có gì hay, dùm kể cho nghe ngẩn ngơ, âm ơ ấp e thương cho con trẻ nặng bề nghiệp duyên.
nên hiện kiếp quán khiên phải trả thân nữ nhì vất vả suốt ngày tề giá nội chờ trong ngoài nước cơm mai da cây cài chăn nuôi qua bận rộn suốt ngày bận rộn hỡi con ơi khiêm tốn nghe con tu sao meo sữa ra tròn cần ngôn cần hạnh là con diệu hiền xem giúp việc chùa chiền tình thất giữ một lòng ngay thật mà tu mặc dầu dốt nát dài ngô chân tâm sáng tờ trắng thu bới hiền còn những con mái duyên tiền kiếp bởi biết tu tạo nghiệp duyên lành kiếp này con được tái sanh hướng điều phú quý lợi danh trong đời thì phải gan đua bơi tu tiếp ngày tháng năm tạo nghiệp lành hơn tham thiền nhập định liền đơn để về nước chi non nhân hướng nhàn giúp chị em nghèo nàn thiếu thốn má nương níu nhào chỉnh đơn má phạm tâm công phu công quả ham làm giúp đời hành đạo cho kham hai đường tình em chỉ phải thương dịu giác đừng trọng khinh hụt hạp với nhau rồi xanh đổi sắc phai màu chị em gặp mặt nơi nào không vui hỏi các kẻ sống đời giá tạm gán lo tu dài đám mây mù con ơi ngày tháng gắng tu kiếp người sống chết bao trừ hẹn ai đừng nghĩ rằng tôi nay còn khổ phải gắng lo tu bổ gia đình đủ đầy phù ấm tự dinh bây giờ sẽ tính tu hành không sao tội nghiệp con biết bao khờ dại kìa vô thường đâu lại hẹn ai đầu hôm hoặc buổi sớm mai tháng này ngày khác mấy ai biết tường khi tử thần vô thường đến giáp hẹn được chăng tôi mát việc này sang năm ông trở lại đây gần gàng tôi sẽ nương tay ông liền hay là con nhào nghiêng ngã ngửa dớt hơi liền giữa bữa cơm ngon để cùng thở
thần tử dời chân về nơi cảnh giới giả chân biết nào. Hỏi con trẻ lo âu dùng quen kiếp lo tù, đừng hẹn nay mai đào đời cùng gánh hai vai, dầu cho có thác ngày mai đi về có vốn liên dựa kề bên cạnh, do lòng con tu chánh tu chân chớ đừng xa thiệt tính hơn, giàu nghèo đủ thiếu dễ lần nghe con. Mẹ ki bốt ngồi son mấy đoạn nữ phái ơi, con gan học nghe đừng lười dạy đại é dè gần tôi, tại bề mọi bề khó tu. Rồi kiếp của con có mấy hồi, sống dai giỏi lắm 90 thôi, tuy nhiên có đứa đôi 30, 5-7 tuổi thơ cũng một đời. Các con lớn nhỏ gắn lòng lo, lo giữ mà tu mẹ dặn dò, dò bước lần qua chuông hiểm trở, trở về cùng mẹ mới vui cho. Mẹ thương con không còn chỗ nói trách con sao, giờ thôi phàm phu hồi tu, hồi lại nhắc tu khi sai, rồi tỉnh tỉnh rồi lại sai. Con lớn nhỏ có hay có biết, biết nỗi già tha thiết toán lo, lo phần quyền pháp được cho một khi bị trước thân trò ra chi. Ơn đã càng còn gì, hạnh phúc sống nằm trong cảnh tục thân tàn. Các con nếu sớm mà chẳng toan, cứ mà lầm đuổi đi càng thì nguy. Đời đã đến trong kỳ khốn khổ, nàng máu xương chỗ chỗ diễn bài tay trời, chồng chất đến ngay không tu sao khỏi đọ đài tai ương. Con nữ phai mau bương quầy lại về với thầy, đừng cãi lời trên có tù, thân phận mới nên con người, quyền pháp tuổi tên được ngời. Quyền pháp giữ ơn trời chạy đến công vụ xong, bạn mến người nhường giữ còn hai chữ thiên lương, ngày sau về nước thiên đường thảnh thơi. Bốn phận con bên đời bên đạo sự sao xong, hoài bảo thân danh
người con phải chính, phải lành, phải là gương mẫu nhân sanh soi vào. Lo mà tu được cao phẩm hạnh, lo mà tu mới thánh mới thần, lo tu chọn chữ giáo dân, lo chăm học hỏi tiếng lần đừng lui. Có thể đuôi thì đuôi với tột, cầm được thì cầm phước thì phê, để lòng thanh tịnh vô vi đón chờ quyền diệu một khi nhiệm màu. Sao các con câu màu nhau mãi, sao các con gan cãi ráng tình làm cho, sao đồng nội tình chừng nào mới thấy hòa bình tự do. Thầy đã hứa thầy cho sứ mệnh, ghen với nhau để đến thành công gần xa, trên giới một lòng thành hình hội thánh giống dòng gỡ sinh. Trên giao hữu nâng mình cho xứng với lễ sanh, phải chứng lòng thành biết con khó nhọc đã đành làm người, có khó cái danh mới màu. Nghĩ cho chính cho sâu cho càng hòa cùng nhau, vừa gan vừa vui đắng cay gọi đến ngọt bùi miệng con, giác ngộ sống xuôi khó gì. Lễ sanh tập ra đi hành đạo chỉ sự lo, hoài bão thiện dân trong về hương đạo ân cần lo gì. Công cuộc cánh tân chẳng thành, miệng các con đừng quanh đừng quấn, sao các con mấy bận thăng trầm, các con còn thiếu chữ tâm mà trong nội bộ thăm thăm mờ mờ. Cho con lớn nhỏ một niềm thương, thương mến dìu nhau thẳng một đường, đường đạo mở mang kêu kẻ tục, tục tình ráng sửa để làm gương. Bể khổ vơi vơi tiếng khóc ai, khóc người không mắt lại không tai, cuộc đời giả tạm con nghe thấy, sao cứ đành cam thế miệt mài. Giờ này nhẹ gót xe lon đêm thanh, mẹ ngự trung đàn dạy con ơi, già chớ hao mòn tu hành, muôn kiếp vẫn còn ngôi xưa. Cuộc đời mai nắng chiều mưa sao bằng, tiên cảnh không chưa sớm gì
trần gian. Thì thì phi phi sao bằng tiên cảnh vô vi muôn đời bế trần. Thảm rộng mà khơi khơi thiền từ cứu độ khuyên mời khách tu. Ai người đầy đủ công phu, ai người dơ dàng đường tu mới là con ơi. Chớ có ta bà đành lòng quên kiến quên nhà đi con liên đài. Lòng mẹ héo giòn thương con, tâm trước độ con qua bờ này con. Lời mẹ chớ ngơ chớ đừng lơ lãng hận hờ đó con. Đàn tiền mẹ tạm lời son dỗ khuyên đủ cách miệng con nhớ rằng giàu cho. Khi mẹ đã thắng khuyên con chớ kha gì chăng quên đèn quên lời dạng đã mẹ gắn quên nhà tiên cũ quên bằng hữu xưa con ơi. Và chớ thông thờ chị em dạy dỗ sớm chưa tập rèn tập rèn đạo đức lần quen quen theo tanh ý ngại năng thêm lần trách mình gọi mới giáo nhân nhân sanh còn đắm bãi trần mãi thôi. Lòng già bất rớt trẻ ơi cung tiền khó đứng khôn ngồi vì con phồn hoa xin phấn đẹp son làm cho con phải quên con là gì đau trời gần đến ngày quy nguyên rồi tới tam kỳ điểm công đưa sạch nợ tan bồng sắm tới đưa chưa xong ở lại hành hồ thề quên vào ngục tam đồ đức công thời lại đem bờ giới duyên. Lời mẹ đã càng khuyên gan nhớ nhớ lo tu may thở được dày được mà con có mẹ đây ngàn năm cơ hội gồng mấy mấy lần con đã nghe mẹ càng phân long qua còn hồi long dân bốn kỳ đời côi tận còn chi đâu trẻ trẻ như vậy. Mẹ kể sao xong con ơi lòng chẳng thành lòng trước đàn có mẹ
con hồng nghe chi. Miệng mồi đưa lo đi, mồi ngã con như vậy. Mẹ ngồi lâu thôi thôi, dặn tắt vài câu mẹ về. Mặt trẻ muốn đâu cho vừa, bớ trẻ mau chân chớ thọng thừa. Ngày giờ thấm thoát tự thôi đưa, buổi mai chưa ngót chiều xoay đến. Gần hội long qua trẻ gõ chưa, đã mấy mươi năm mẹ hết tình. Thương đàn con dạy nội linh đinh, ngày lo đêm sợ lòng non nớt. Rồi phải xa cơ phạm luật hình, cây trên gần có bao nhiêu lá. Mẹ thương con kể đã nhiều hơn chắc con. Bội nghĩa dân ơn làm cho quý giận thần hờn mẹ lo. Lo cho con chế đò phố đồ, lo cho con ai ô không chừa mùi đời. Mãi cứ say xưa tới đầu, hay đó sớm chưa đò đầy. Mẹ cực khổ vì bầy che dài, mẹ già nua đi lại trộn chân con sao. Ở mãi cõi trần ba phen, mở đạo lửa lần không tu. Cơ mà pháp diêm phù, tội lỗi không ăn năn. Khó đổi duyên lành sớm chiều, con cứ chạy quanh theo mồi. Giờ chất giật dành mãi thôi. Mẹ vì con đứng ngồi không vững, mẹ trong con lơ lửng nhớ thương từ lâu. Con bị lạc đường hôm nay, phải đến Nam Phương đổ về. Đánh tình dậy còn mê như cũ, kêu hao hơi cứ ngủ thật con. Khóa dài quá quả tay, đã tới bao chừ mới kinh. Con sao chẳng mến tình quê cũ, con sao quên từ phủ ngôi trời đâm cây. Mọc rễ với đời tưởng làm, chắc chắn không đời đổi thay. Lần này mẹ đến chào quyền pháp, các con mau đông góp công trình để cho trọn vẹn thánh hình. Để cho nhẹ bước thiên đình lại quê. Nếu con chẳng chịu về, đừng trách mẹ đủ phương, đủ cách chở che lỡ
hình này dạy trẻ chẳng nghe cam đành bóp bụng cho bè quỷ mang. Bao tội ác thầy tha thầy cứu hồi tam kỳ quy tụ nguyên nhân này con đừng lừa mấy lần trễ chân đâu được phước phần dành cho con phải gắng mà lo tu học con chớ đừng lăn lóc lợi danh tam quy ngủ giới sửa mình trọn tình quyền pháp được thành Phật tiên. Đừng để cho mẹ phiền thầy dân mà phải cam phế tận ngôi xưa bao nhiêu quay quá nên chừa vui câu đạo hành mũi dưa ghèn lòng đen thân mà lập công đền tội lấy tâm mà sám hối nguyện cầu tứ thời cung sám luyện châu đế lòng thanh tịnh phép màu được ban. Bỏ hung hăng quan đàn dối cha bỏ tham lam thoá mà nghịch thù nói hành nói nhảm nói vô ngồi lê đôi mắt phình rù sự hương phải tập tánh như như thuận pháp phải khép mình chuẩn chạp khuôn viên công phu công quả cần xuyên chị em đồng đạo kết liên thân hòa gỗ nhau tu cho gà đạo đức nhát nhau đừng dẫn tớp gậy la cùng về sắp dòng chậu cha tung nghe họ đạo thiết tha thi hành bỏ những thói lanh chanh bừa bãi bỏ những điều khôn dài thế gian cho tiên phải giữ đàng hoàng dễ vui nghĩ bước làm càng nói dơ. Một khuyên con kính thờ đạo cả hai khuyên con xa bả trần tình ba khuyên sớm tối sửa mình bốn khuyên quy giới vẹn dình mà tu. Năm khuyên phải công phu công quả sáu khuyên thân thị xã độ mình bảy khuyên chi kính chi thành tám khuyên lễ độ nên hình trò tiên chính khuyên giữ vẹn pháp quyền mười khuyên đừng để mẹ phiền không nên. Con biết chắc con cảnh giả này giàu nghèo tốt xấu
dại dột cùng ngu dốt, tắt thở của tiền cũng phủi tay. Cảnh diêu điện điện quen gật gỡ nơi vườn đào, hoa nở tươi màu mùi hương phương pháp ngọt ngào. Nhìn qua mẹ gấp khổ đau lòng vàng, qua sớm nở rồi tàn, mây lát kiếp đời con mang bạc khác gì. Nhìn con mẹ luôn sầu bi, mẹ hằng dạy trẻ có khi quớ gầy. Mẹ thương con, mẹ bài lẽ thật cho con tường, vợt chớt hoài hư dầu cho sắt đá cứng khơ, đến ngày cũng phải từ từ rã tan. Hương chi con mình mang xác thịt kiếp đời con, mờ mịt vô thường trải qua nhiều nỗi tai ương vui buồn lẫn lộn trắng tường khổ nguy. Giấc hơi thở thân thì tan nát đời sống con, mạng bạc đau tường mẹ nhắc trẻ con gán bương tinh thần, trẻ vẫn cần nương thi hành. Tu một kiếp sao còn hạnh hưởng, cần nhớ con đất trường tô bồi nữ nam. Con trẻ này ôi muốn nên phải gắng nghe lời mẹ khuyên. Đó điển hình mấy câu thí dụ để cho con ghi chú học vương, những gì là cái tầm thường, những gì là cái phi thường vân vân. Nhìn bầu trời đêm thanh yên tình, ngoảnh mắt xem trong cảnh hư không cho tường, phép nhiệm quá công quyền gì, bí ẩn ai thông lắm tường. Trên xanh điểm điện hoàng chớp nhang sông giang hà, chói gạn hừng trời lần sau sáng tỏ cùng nơi ngũ làng. Chớp nở đổi dời đôi phương, kìa bắt đầu tỏ tường rực rỡ các vì sao. Sáng tờ kim cương hằng hà, xa gió tứ phương nhìn màn, tạo quá hai tường lãng thân. Dầu khoa học hết lòng tìm hiểu, nhìn chim tinh tài liệu khó tìm xét xem, từ cổ đến kim có ai thâu gõ uy nghiêm của trời.
xa hoa trời một kỳ thời mà kiếp mà mới gõ tường phép nhiệm mà thiên liên nhân điều ấn độ cơ thiên trong đêm thanh tịnh thì liền hiện ra ai căn về kỳ ba gặp đạo bậc nguyên nhân chánh giáo ngộ truyền hữu duyên ngộ được tiên thiên ấy là phước đức tiện duyên sẵn dành tất cả thần tâm rõ tạo truyền tâm cầu đạt nhiệm chẳng tư riêng ôm dày phước huệ ngàn sao hưởng để có lòng son đặng tự nhiên